Bệnh nhân tiểu đường mừng rơi nước mắt. Bài thuốc quý từ đậu đen khiến bệnh tiểu đường một đi không trở lại, cả đời không tái phát. Uống đậu đen xanh lòng là một phương pháp đông y cổ truyền xuất xứ từ Trung Hoa. Bài thuốc này nằm trong tập sách Lãnh tra y thoại của Lục Đình Phổ, đời nhà Thanh. Đậu đen xanh lòng được coi là loại thuốc quý có tầm cỡ thần dược. Đây là một phương pháp thanh lọc cơ tạng, tuy thô sơ, đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất cao, có thể chữa được các chứng bệnh và có những khả năng sau: 1. Thanh nhiệt, hoạt huyết, giảm đau, trị ốm vặt. 2. Nhuận trường, trị táo bón, rối loạn. 3. Giải độc trong bộ ruột, tiêu thủy, làm mạnh gân khỏe cốt, không đau nhức các khớp xương, làm hết phong thấp và tê mỏi. 4. Bổ tim, gan, thận, làm mắt sáng, thính tai, đen tóc. 5. Tiêu trừ một số bệnh linh tinh thường xảy ra cho người cao tuổi. 6. Ổn định huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, tăng sức đề kháng, chống chọi bệnh tật. Riêng đối với phụ nữ, uống đậu đen xanh lòng sẽ giúp cho sắc diện xanh xao được trở nên hồng hào, da dẻ sẽ được mịn màng, xinh đẹp hơn. Trên cơ sở phát huy của 6 tác dụng trên, bệnh tiểu đường tự nhiên biến mất, đường trong máu trở về mức thích nghi. Ta nên uống liên tục từ bây giờ cho đến hết đời, dù bệnh tiểu đường có muốn tái phát cũng không tài nào tái phát được. Có nghĩa là suốt đời không bị bệnh tiểu đường nữa. Bệnh này thuộc loại bệnh nan y. Y học thế giới không có thuốc để trị dứt bệnh, chỉ giải quyết cho qua cơn bệnh thôi, rồi cũng tái phát. Và nếu có bệnh nặng, sẽ không ưng loại thuốc nào hết. Chính nó là cơ sở phát sinh ra nhiều bệnh quái ác, đưa đến tử vong. Các bạn chớ coi thường. Dược liệu chỉ có một thứ duy nhất là đậu đen xanh lòng, tức là một loại đậu nhỏ, vỏ ngoài thì đen nhưng trong ruột có màu xanh đậm, hạt lợt tùy theo giống, chứ không phải loại đậu đen có ruột màu trắng thông thường. Chúng ta có thể ra chợ hoặc đến tiệm có bán các loại đậu và bảo họ bán cho vài trăm gram đậu đen xanh lòng đủ để dùng cho một thời gian ngắn thôi, khi uống hết lại mua tiếp. Vì sợ mua nhiều quá để lâu có thể bị hư hay bị mọt ăn. Vì đây là loại còn sống, loại sấy hạn dùng 6 tháng, không xài được. Để xác định có đúng là đậu đen xanh lòng hay không, ta cắt hạt cắn bể một vài hạt để xem ruột nó có màu xanh hay không. Liều lượng: buổi sáng trước khi ăn điểm tâm tối thiểu nửa tiếng đồng hồ. Uống sống, nuốt trọn 49 hạt đậu đen xanh lòng. Chọn lấy hạt to rửa, vớt bỏ những hạt nổi. Bù lại, hạt tốt cho đủ số lượng 49 hạt. Uống nhiều nước chừng nào, tốt chừng ấy, và liên tục như vậy mỗi ngày. Uống mãi rất có hiệu quả. Thật là đơn giản, rẻ tiền, dễ thực hiện. Đúng là thực phẩm chức năng. Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi, chỉ cần uống mỗi ngày 10 hạt thì mắt sẽ sáng, không đau mắt. Dù học nhiều, cũng ít bị cận, tiêu hóa tốt, không táo bón, sức khỏe tốt, ít ốm đau. Từ 11 đến 16 tuổi, uống mỗi ngày 21 hạt. Từ 17 tuổi trở lên, uống theo người lớn. Công dụng: khi đậu đen xanh lòng uống vào trong ruột, sẽ nở ra và hút các độc tố ở trong ruột vào nó, rồi đem các độc tố ấy theo phân ra ngoài. Đó là nguyên lý giải độc và trị bệnh của phương pháp uống đậu đen xanh lòng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cỏ mằng trầu trị huyết áp cao. Đông y cho rằng cây cỏ mằng trầu có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp. Cỏ mằng trầu hay mằng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tam thảo, chỉ cỏ tía, cỏ giáng, cỏ bắc, cỏ vườn trầu, cỏ mằng trầu. Đông y cho rằng cây có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ thấp, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét.
phối hợp với nhân trần làm nước giải khát mùa hè. Có công dụng trị cao huyết áp, lo phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu tiện vàng và ít mọt. Còn dùng cho phụ nữ có thai, hỏa nhiệt, táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực, sốt nóng. Cũng dùng uống trị mụn nhọt, có chứng nhiệt độc, trẻ em tư lưỡi. Hiện nay, cỏ mằn trầu còn được xếp vào nhóm những cây thuốc quý có tác dụng chữa ung thư đang được nghiên cứu. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cỏ mằn trầu. Bệnh nhân cao huyết áp, nhổ toàn cây, cả rễ rửa sạch, thái nhỏ, cần 500g, giã nát, thêm một chén nước đun sôi để nguội, vắt lấy nước cốt, lọc lấy nước, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống, chia hai lần uống vào sáng và tối trước khi đi ngủ. Bệnh nhân lao phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu ít, nước tiểu vàng, lấy cỏ mằn trầu 40g, sắc 200ml uống một lần trong ngày. Phụ nữ có thai, người nóng dẫn đến táo bón, buồn phiền, động thai nhức đầu, nôn mửa tức ngực, ngày sắc 12-16g khô trong 300ml nước uống 2-3 lần. Trẻ con mụn nhọt, sốt cao, sốt xuất huyết, rôm sảy, ban đỏ từ lưỡi, lấy cỏ mằn trầu tươi 120g rửa sạch giã nát, vắt lấy nước uống, cỏ khô 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml chia uống 2 lần. Nóng trong người, tiểu gắt và vàng, da mẩn đỏ, cỏ mằn trầu 40g sắc uống 1 lần trong ngày, có thể thêm 20g rễ cỏ tranh sắc chung uống trong ngày. Trẻ đá dầm lấy 20g cỏ mằn trầu, mùi tàu 20g, rau ngổ 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ, sắc uống sau bữa ăn chiều. Ngoài ra, cỏ mằn trầu với mồ kết đun lấy nước để gội đầu, dùng trị tóc bạc sớm. Đề phòng viêm màng não truyền nhiễm, cỏ mằn trầu 30g, sắc uống trong ngày, uống liền 3 ngày, nghỉ 10 ngày, sau đó lại uống tiếp 3 ngày nữa. Chữa sốt cao, co giật, hôn mê, cỏ mằn trầu 120g, sắc với 600ml nước, còn 400ml, thêm ít muối, cho uống nhiều lần trong 12 giờ. Mằn trầu cũng một vị thuốc trong toa thuốc căn bản, cỏ tranh 8g, rau má 8g, cỏ mượt 8g, cam thảo đất 8g, cái đầu ngựa 8g, mằn trầu 8g, gừng tươi 2g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g. Tác dụng của mằn trầu trong đơn là giải độc, an thai, thanh nhiệt. Chữa viêm da, vàng da, cỏ mằn trầu tươi 60g, rễ cây tổ kén được, một loài cây gió 30g sắc uống. Chữa phong nhiệt, ghẻ lỡ, mẩn ngứa, lấy cỏ mằn trầu tươi, rửa sạch giã nát, vắt lấy nước cốt uống, ngày 2-3 lần. Chữa cảm, sốt nóng, người mẩn đỏ, tiểu tiện vàng ít, mằn trầu 16g, cỏ tranh 16g, sắc uống trong ngày. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, nổi mụn trong miệng do ăn uống nhiều đồ cay nóng nên cần thanh nhiệt giải độc lợi tiểu tiện. Dùng cỏ mằn trầu, cây muống trâu, rễ cỏ tranh, rau sam, rau má, rau ngót, rau dền trắng, cỏ mượt, cây ké, cây đậu xăng, cam thảo nam, mỗi thứ một nắm, bí đô 2 khoanh mỏng, củ sả 10 lát mỏng, gừng tươi 3 lát, vỏ quýt 1 cái. Sắc với nước, ngập một lóng ngón tay, còn một bát để uống hết. Sắc lần 2, lần 3 để uống trong ngày. Theo lương y Vương Đăng, nếu phụ nữ bị băng huyết dùng cỏ mằn trầu, cây mùn trâu, thái nhỏ, cam thảo nam, rễ tranh, cỏ mượt, rau má, cây ké, mỗi thứ một nắm, ngải cứu 10 lá, củ sả 10 lá, gừng sống 10 lá, vỏ quýt 1 vỏ. Vỏ quýt 1 vỏ, đổ ngập nước sắc còn 2 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. B
Vì những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin nhỡ hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Research cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô gái đun chuối lấy nước uống trước khi đi ngủ, kết quả cô nhận được khiến mọi người phải sốc. Mình là nữ 27 tuổi, hôm nay Bông Trang viết bài chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh mất ngủ 4 năm của mình. Hy vọng có thể giúp ích nhiều cho mọi người, nhất là các bệnh nhân bị mất ngủ như mình. Ngày xưa mình học đại học, mình bị rối loạn giấc ngủ, ngủ nhiều lắm, lúc nào cũng buồn ngủ cả. Vào lớp hay về nhà, mắt cứ nhíu lại, chỉ ước được đi ngủ, mà ngủ rồi là mơ lung tung, ngủ dậy lúc nào cũng nhức đầu, người cứ lờ đờ, nhưng không ngủ thì không chịu nổi. Rồi tình cờ đọc bài báo về vấn đề rối loạn giấc ngủ, thấy giống mình quá nên đi khám. Lúc đó là đầu năm 2012, khám rồi uống thuốc xét nghiệm tùm lum đi một khối tiền. Kết quả sau bao lần khám đi khám lại là có thuốc sẽ ngủ được, không thuốc khỏi ngủ luôn, thức tới sáng luôn. Thế là bắt đầu quá trình bị mất ngủ từ đây. Mình sợ quá nên ngừng khám với uống bên đó. Tất nhiên vài bữa sau không có thuốc thì đêm nào cũng thức tới sáng. Người ta khó ngủ còn đỡ, mình là mất ngủ 100% luôn, người cứ như chết rồi ý. Rồi mua mimosa, rutidin, gừng, mật ong, chè sen, tăm sen, ai chỉ gì hay đọc thấy gì uống hết, rồi đi tập yoga nữa. Nhưng mỗi tối chắc ngủ được khoảng 2 đến 3 tiếng. Thời gian đó cứ như ác mộng các bác ạ. May là vừa tốt nghiệp đại học nên đỡ, nếu không chắc tiêu quá. Mẹ mình đọc được bài viết chữa mất ngủ bằng chuối xanh, mẹ mình làm cho mình uống ngay, không ngờ khỏi luôn các chị ạ. Việc thực hiện chỉ mất 10 phút và bạn sẽ chấm dứt tình trạng mất ngủ ngay sau đêm đầu tiên thực hiện. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị 1 quả chuối xanh, 1 ly nước chừng 250ml, 1 thanh quế, tùy thích, có thể có hoặc không. Bạn có thể mua thanh quế ở các nhà thuốc đông y. Thực hiện:
Việc mà bạn cần phải thực hiện chỉ là cắt hai đầu quả chuối, rồi đặt chúng vào một cái nồi, đổ nước vào nồi và đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó, bạn có thể cho quế vào ngâm chừng 10 phút nữa, nếu bạn muốn và thích mùi vị của quế. Sau cùng, chắt lọc lấy phần nước và uống trước khi đi ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ. Cốc trà chuối xanh này sẽ có tác dụng làm dịu những điều bất thường trong não và cơ bắp của bạn, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Kết thúc căn bệnh mất ngủ thật đơn giản đúng không nào? Hãy thực hiện ngay hôm nay để thức dậy vào sáng mai với cơ thể tràn đầy năng lượng. Chúc bạn thành công! Chuối là loại quả đặc biệt, nó rất giàu kali và magie. Magie giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn giấc ngủ. Magie và kali kết hợp giúp thư giãn cơ bắp tốt hơn. Trong thực tế, magie là một trong những khoáng chất tốt nhất để thư giãn toàn bộ cơ thể. Bạn hãy chọn một quả chuối xanh hữu cơ, sạch và thực hiện đun chuối lấy nước uống. Mất ngủ sẽ gây ra hàng loạt căn bệnh nguy hiểm này nè. Bệnh tim mạch. Mất ngủ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh về tim mạch. Bởi khi đó, hệ thần kinh giao cảm hoạt động nhiều hơn, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tạo áp lực thêm cho trái tim. Hơn nữa, khi ngủ ít, cơ thể cần nhiều insulin hơn để duy trì mức độ đường huyết bình thường. Do đó, có tác động xấu tới mạch máu và tim. Ung thư. Một nghiên cứu vào năm 2010 đã chứng minh rằng thiếu ngủ làm tăng nguy cơ vú có thể tấn công nếu bạn ngủ chưa đầy 6 giờ trên một ngày. Vì vậy, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ thì hãy tìm cách cải thiện tình hình để giảm nguy cơ mắc các dạng. Tiểu đường. Một nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa mất ngủ và kháng insulin, một yếu tố nguy cơ gây tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người tham gia ngủ ít có nguy cơ kháng insulin cao hơn và dẫn tới tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường. Loãng xương. Về lâu dài, mất ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương. Theo một nghiên cứu năm 2012, mật độ khoáng trong xương sẽ giảm đáng kể ở người có chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài việc gây tổn hại cho xương, thiếu ngủ còn khiến cơ thể không thể phục hồi những tổn thương này trước khi có tuổi. Nguy hiểm quá, các chị đừng bao giờ để mình mất ngủ nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy,
thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn, trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, thì từ ngày thứ 7 trở đi, sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo, mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống, đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm,
chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Phát hiện chất chống ung thư mạnh hơn thuốc 10.000 lần có trong gia vị ở Việt Nam. Gừng có tên khoa học là Gingiper officinale, cùng họ với củ nghệ, được trồng chủ yếu ở Ấn Độ, Đông Nam Á, Châu Phi và Úc. Hợp chất chính của gừng là Gingiperine, có chứa Gingerol. Theo các nhà khoa học, vị cay của gừng có liên quan đến các hợp chất capsaicin và piperin. Khi gừng được sấy khô, một hợp chất khác được tạo ra gọi là sigaol, có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Chất chống ung thư hiệu quả gấp 10.000 lần tazol, một loại thuốc dùng trong hóa trị. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Sinh lý học, Sinh lý bệnh học và Dược học quốc tế cho thấy, gừng có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau. Bên cạnh đó, gừng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng vi khuẩn và thậm chí có tác dụng chống ung thư. Khi gừng được nấu, nướng ở nhiệt độ cao. Khi gừng được nấu, nướng ở nhiệt độ cao hoặc sấy khô, một hợp chất khác gọi là sigaol được tạo thành, có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Trong nấu ăn, bạn có thể sử dụng gừng ở cả dạng tươi và khô. Tuy nhiên, dùng gừng như thế nào để phát huy tác dụng tốt nhất? Khi nào nên dùng gừng khô và cách dùng gừng tươi không bị mất đi tác dụng trong quá trình nấu ăn là những câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Dưới đây là câu trả lời của chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Jenny Hill về những vấn đề trên. Gừng nấu ở nhiệt độ cao có mất đi tính chất oxy hóa không? Như chúng ta đã biết, nhiệt độ của nấu ăn thay đổi các thành phần hóa học của hầu hết các thực phẩm. Ở dạng khô, không nấu chín, thành phần hoạt chất của gừng là 6 gingerol. Tuy nhiên, khi gừng được nấu chín, hấp, nướng, các thành phần của nó thay đổi và các hợp chất khác hình thành. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế y học Ayurvedic và Hepat cho thấy, trong trường hợp gừng đun sôi sẽ giảm các chất chống oxy hóa, trong khi rang lại không ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với các hợp chất có trong gừng cho thấy, nếu thời gian nấu hoặc nướng gừng được giới hạn trong khoảng thời gian từ 2 đến 6 phút, mức độ chất chống oxy hóa tăng lên 6 lần. Tuy nhiên, mức chống oxy hóa trong gừng lại bị giảm xuống sau 8 phút. Gừng tươi tốt hơn hay gừng khô tốt hơn? Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, khi gừng tươi được sấy khô, các hợp chất mới được hình thành. Các hợp chất này không có trong gừng tươi. Thậm chí chúng còn mạnh hơn gingerol. Một trong số đó là hợp chất 6-sogo có trong gừng khô. Hợp chất này khiến gừng khô có mùi và vị nồng hơn gừng tươi. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Phytochemistry cũng khẳng định rằng cả hai chất gingerol và sagol đều là chất chống oxy hóa mạnh. Nó có tác dụng chống viêm, chống ung thư và kháng khuẩn. Tạp chí Khoa học Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm phát hiện ra rằng nồng độ cao nhất 6-sogol được tạo ra khi gừng sấy khô ở nhiệt độ 80 độ C. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất sogol có chứa mạnh hơn tất cả các hợp chất khác trong gừng. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Ethonet Pharmacology cho rằng khi so sánh khả năng chống oxy hóa và chống viêm, sắc sogol vượt trội so với các hợp chất khác trong gừng. Đây cũng là lý do y học thường dùng gừng khô. Do vậy, chúng ta không nên lo lắng rằng việc dùng gừng khô khi nấu ăn thay đổi và mất đi tính chất chữa bệnh trong nó. Ngược lại, các bằng chứng khoa học còn cho thấy việc sử dụng gừng khô tăng lợi ích đối với sức khỏe. Đặc tính chống ung thư của 6-sogol. Nghiên cứu gần đây về chất 6-sogol chiết xuất từ gừng có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ. Điển hình, một nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ cho thấy rằng chất 6-sogol từ gừng khô ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tiền liệt tuyến. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Dược học Anh cho thấy chất 6-sogol có thể ức chế sự lây lan của khối u ung thư vú. Ngoài ra, thành phần này còn ức chế sự phát triển của các cục u vú. Cuối cùng, nếu so sánh với thuốc điều trị ung thư tazol, 6-sogol vượt trội hơn hẳn về khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư và khối u. Các nhà nghiên cứu cho hay,
Ngay cả khi liều lượng thuốc điều trị ung thư Tocin được tăng lên, sáu glucagon cũng chứng minh hiệu quả cao hơn 10.000 lần so với Tocin trong việc loại bỏ các tế bào gốc ung thư, ngăn chặn khối u mới hình thành và bảo toàn các tế bào khỏe mạnh. Cách sử dụng gừng trong nấu ăn để phát huy hiệu quả tốt nhất. Có rất nhiều cách để sử dụng gừng trong nấu ăn để tăng lợi ích chống oxy hóa. Tin tốt là gừng tươi hay gừng khô trong bữa ăn hay đồ uống đều giúp tăng cường sức khỏe của bạn. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích về cách dùng gừng trong chế độ ăn uống của bạn. Cho một miếng gừng tươi vào ấm nước đun sôi. Dùng nước này pha trà mỗi ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có thể dùng 1/2 muỗng cà phê bột gừng khô cho vào chén nước sôi, ngâm trong vài phút, thêm chanh và mật ong để thưởng thức. Cho một lát gừng tươi vào các món như khoai tây chiên, súp và nước sốt giúp tăng cường sức khỏe của bạn. Nêm gừng khi các món ăn gần chín để các hoạt chất trong gừng không bị mất đi. Một số lưu ý khi sử dụng gừng. Mặc dù gừng là một loại thảo dược tuyệt vời với nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng gừng theo Trung tâm Y học Đại học Maryland. Trẻ em dưới 2 tuổi không nên ăn gừng. Không ăn quá 4 gram gừng mỗi ngày. Phụ nữ mang thai có thể uống tới 1 gram gừng mỗi ngày. Gừng có thể gây ở nóng nhẹ, tiêu chảy và ở hơi. Nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu, nên nói chuyện với bác sĩ về lượng gừng dùng hàng ngày. Nếu bạn đang có ý định phẫu thuật, tham khảo ý kiến bác sĩ nên uống trà gừng mỗi ngày. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc dân gian chữa tóc bạc sớm hiệu quả bất ngờ. Có nhiều nguyên nhân khiến tóc bạc sớm do yếu tố di truyền, dinh dưỡng hoặc stress, căng thẳng gây ra. Một vài bài thuốc dân gian dưới đây rất hiệu quả, có thể bạn chưa biết. Nguyên nhân khiến tóc bạc sớm. Tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến tóc bạc sớm giúp bạn có phương pháp chăm sóc tóc phù hợp, hiệu quả hơn. Do yếu tố di truyền thì chỉ có thể hạn chế hoặc nhờ sự can thiệp của thuốc nhuộm tóc. Do yếu tố dinh dưỡng, bạn có thể bổ sung vào thực đơn gạo lứt, giá đỗ và rau xanh. Nếu do căng thẳng, stress thì cách duy nhất là giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, yêu đời lạc quan. Ngoài ra, cần chú ý chế độ ăn uống tốt cho mái tóc. Một số bài thuốc dân gian hữu hiệu trị tóc bạc sớm. Bài thuốc 1. Táo tàu, vừng đen. Vừng đen hấp kích thủy 9 lần, sau đó tán thành bột. Táo tàu bỏ hạt, giã nát. Mỗi ngày ăn 1-2 thìa cà phê. Bạn ăn trong vòng 6 tháng, trong 2 bữa sáng và chiều. Với bài thuốc này sẽ giúp mái tóc bạc dần chuyển sang đen. Lưu ý cần kiên trì thực hiện mới đạt kết quả như mong muốn. Bài thuốc 2. Vừng đen, hà thủ ô. Nguyên liệu chuẩn bị: hà thủ ô 300g, vừng đen 300g, đường trắng với một lượng vừa đủ. Đầu tiên, cho vừng vào rang chín thơm, sấy hà thủ ô, tất cả đem tán thành bột, sau đó trộn đều với đường trắng với một lượng vừa phải. Tương tự ăn hỗn hợp ngày 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 thìa cà phê hòa với nước sôi uống. Dần dần những sợi tóc bạc sẽ chuyển đen, đồng thời sẽ hạn chế tối đa các sợi tóc bạc mọc sau đó. Bài thuốc 3. Trị tóc bạc từ lá cây ngô đồng. Nếu thấy khó khăn trong việc tìm kiếm các nguyên liệu trong các bài thuốc ở trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lá cây ngô đồng trị tóc bạc hiệu quả. Đầu tiên, rửa sạch lá ngô đồng. Tốt nhất, bạn nên chọn lá tươi, còn xanh, không dập nát. Sau đó giã nát, cho vào vải xô để lấy nước lọc bôi lên tóc. Ngày thực hiện từ 1-2 lần, thực hiện trong vòng 1 tuần, có thể cho hiệu quả ngay. Bài thuốc 4. Trị tóc bạc với tỏi, gừng tươi. Đầu tiên, giã nát tỏi và gừng. Rất đơn giản, chỉ cần bạn bôi hỗn hợp này trước khi đi ngủ, quấn khăn cẩn thận, sáng dậy gội sạch với nước ấm, một tuần thực hiện từ 2-3 lần, thực hiện liên tục trong vòng 4 tháng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên.
hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây mà ít ai ngờ tới. Khoai tây là một trong những loại thực phẩm vô cùng có ích trong việc bảo vệ sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai tây rất được sự ưa thích của nhiều người. Có rất nhiều người khi sử dụng khoai tây đều bỏ vỏ. Nhưng bạn có biết rằng vỏ loại này có khả năng giúp chữa tóc bạc sớm hay không? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây. 1. Thành phần: 250g vỏ khoai tây, 500ml nước sạch. Để có 250g vỏ, bạn cần chọn khoảng 5 củ khoai tây lớn. Để đảm bảo an toàn, không hóa chất, hãy mua chúng trong siêu thị. 2. Thực hiện: vỏ khoai tây sau khi rửa sạch đất cát, gột vỏ, cho tất cả vào nồi đã có sẵn lượng nước bên trong, đậy nắp, bắt lên bếp nấu sôi. Đừng tắt bếp vội nhé, khi nước sôi, hãy giảm lửa và nấu thêm 5 phút để các chất làm đen tóc trong vỏ khoai tây tiết ra, rồi tắt bếp. Để nguội và lọc lấy nước cho vào chén. 3. Cách nhuộm tóc bạc. Lượng nước từ vỏ khoai tây thu được, bạn hãy dùng bàn chải cho vào trong chén. Chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Đặc biệt, hãy lặp lại nhiều lần tại vị trí tóc bạc nhiều. Lượng nước thu được, bạn dùng bàn chải chấm nước này và chải đều từ chân tóc tới ngọn. Lặp lại nhiều lần tại các vị trí bị tóc bạc nhiều. Công thức này hoàn toàn an toàn, tự nhiên. Vậy tại sao bạn không thử ngay hôm nay? Lưu ý, không xả lại với nước mà để khô tự nhiên. Trước khi thực hiện, hãy gội đầu thật sạch và khô tóc để công thức này phát huy công dụng hiệu quả. Tuy nhiên, để tốt nhất, bạn nên áp dụng 2-3 lần mỗi tuần, duy trì liên tục cho đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng nhất thì ngừng lại. Đây là phương pháp mà ít ai có thể nghĩ tới. Bạn có thể, nhưng mà chúng thật là diệu kỳ. Ngoài phương pháp này ra, còn rất nhiều phương pháp khác mà bạn cần biết, mà vô cùng hiệu quả. Bạn có thể tham khảo chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.